Chuyện là như này, em kể cho mọi người câu chuyện, có thằng bạn là kỹ sư nông nghiệp, nó làm cho công ty hạt giống én vàng, nó nói có giống bí siêu dẻo mà trái dữ lắm, lại còn kháng sâu dày bỏ phấn nữa, ai mà tin có giống siêu ngon như vậy đâu, tò mò theo coi thử, trời ơi nó nói đúng thiệt mọi người ơi, nhìn xa xa thấy có đám bí đỏ xanh tươi, đám bí này tôi đoán hơn 50 công đất, nhìn đám bí thấy mê luôn mọi người ạ, à. ngoài tôi ra, còn ba bốn ông đi xem nữa, ông nào cũng trầm trồ khen ngợi, mọi người đi gần lại vạch lá ra muốn bận ngửa, đúng là bí siêu nụ, trái quá trời luôn á, ta nói nó đậu đều giang, nhìn đá con mắt, nhìn ruộng bí ai mà không mê, không biết mọi người thì sao, chứ tôi thấy là quyết định vụ tới chồng hết mẫu luôn đó nha, cái thằng này nó cũng vô tâm, rũ đi thăm ruộng bí nắng muôn xíu, mà không cho cái nón để che mát, nhưng mà không sao, chịu nắng chút thăm bí xong rồi vô tắm bia cho nó mát lại, chuyến đi thăm thiệt hữu ích, đi nắng có chút xíu mà được giống bí tốt, chất lượng để chồng. Lại còn được nhậu một chầu thịnh soạn Hoành tráng nữa chứ, được hướng dẫn kỹ thuật trồng bí, rồi được giao lưu với mấy anh nông dân vui tính, mấy ảnh chỉ thuốc phun ngừa mấy con chít hút hiệu quả lắm, thích nhất là cái nón én vàng, cái vành nón nó to mát ghê lắm đó nha, nói mới nhớ, đi thăm ruộng nó không cho nón, tới vô nhậu trong nhà nó phát tùm lum, mà thôi kệ, chủ yếu là sản phẩm chất lượng, đạt năng suất cao là tôi chịu rồi, nãy giờ nói nhiều quá, thôi tôi ngưng nhẹ, chúc mọi vui vẻ, chúc bà con luôn luôn trúng mùa, bán được giá cao nhất nhẹ cũng xin cảm ơn công ty hạt giống én vàng đã lai like tạo ra sản phẩm bí đỏ bv03 đạt năng suất như vậy giá hơi cao nhưng chất lượng là ok